Thân vân nay thiên thần hiện ra báo mộng, này ông Giuse thuộc dòng tông David hãy nghe, kìa Maria đang mang thai là do Thánh Linh, tới khi hà sinh thì đặt tên con là Giêsu. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao, tuôn trào dạt dào muôn ơn và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh ra một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong lòng là do Thánh Thần mừng vui Giuse bằng lòng nhận nên cha dưỡng nuôi, cùng Maria trong tin yêu dựng xây thánh gia, khó nguy vượt qua giờ hiền vinh cha hiền công chính. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao, tuôn trào dạt dào muôn ơn và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh ra một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nay đâm chồi mầm non nhánh nhỏ, thần khí Đức Chúa ngự trị và ban ơn thánh cho, đầy ơn khôn ngoan danh uy phong hiểu biết mến tin, tới nơi trần gian để ngài bênh ai nghèo chung tín. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao, tuôn trào dạt dào muôn ơn và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh ra một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Làng quê bé nhỏ, từ ngươi sinh ra một vị làm thông lành ích duyên, từ khi vô biên ngày ban sơ ngài có trước tiên, tới chăn đoàn chiên là vì danh uy quyền Thiên Chúa. Nguồn tình thương Chúa vốn dâng cao, tuôn trào dạt dào muôn ơn và luôn dâng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh ra một người con trai, đặt
tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa